Ngày 2 tháng 6 năm 2022, Trường Đại học Văn Lang tổ chức lễ công bố quyết định và trao giấy chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia cho 7 chương trình đào tạo đại học, gồm ngành quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, tài chính ngân hàng, kỹ thuật xây dựng, quản trị kinh doanh thương mại, công nghệ sinh học và kiến trúc. Đây là 7 ngành đào tạo đại học tiếp theo của Trường Đại học Văn Lang đạt kiểm định chất lượng theo tiêu chuẩn kiểm định quốc gia, nâng tổng số ngành đạt kiểm định chất lượng quốc gia của trường lên 10 ngành. Trước đó, các ngành quản trị khách sạn, ngôn ngữ Anh và kế toán của Trường Đại học Văn Lang đã đạt chứng nhận kiểm định chất lượng quốc gia vào tháng 11 năm 2020. Đối với nhà trường, đương nhiên đó là một niềm tự hào về những cái gì mình đã làm được, về những cái mà mình cam kết với xã hội, cung cấp những chương trình đào tạo có chất lượng, không phải chỉ là chất lượng theo như chuẩn của Bộ Giáo dục và Đào tạo, mà kể cả là chất lượng của khu vực. Và cái mà quan trọng đối với trường Văn Lang đó là xã hội nhìn nhận, người học khi lựa chọn, họ có thể yên tâm về cái chương trình mà mình mong muốn được học, cái nơi mà mình gửi gắm gần như là 4 năm để mà có thể ra trường, mình có thể làm được cái gì mà mình mong muốn. Thì cái quan trọng nó ở chỗ là gì? Khẳng định chất lượng mà nhà trường cung cấp, khẳng định chất lượng và đào tạo, khẳng định cái gì mà nhà trường cam kết với người học, với xã hội. 7 ngành đào tạo đạt chứng nhận kiểm định lần này của Trường Đại học Văn Lang là kết quả của 2 đợt kiểm định trong tháng 6 năm 2021 và tháng 1 năm 2022. Theo quy định của Luật Giáo dục Đại học Việt Nam, thì tất cả các trường đại học Việt Nam cũng như các chương trình đào tạo, các bậc đại học và các bậc sau đại học đều phải kiểm định chất lượng giáo dục theo các tiêu chuẩn do Bộ Giáo dục Đào tạo ban hành. Thế và các tiêu chuẩn này thì nó khi mà nhà trường đạt được tiêu chuẩn chất lượng, có nghĩa là đã được đóng dấu ấn chất lượng quốc gia Việt Nam. Các bạn mà thí sinh đang chuẩn bị thi tốt nghiệp trung học phổ thông và sẽ chọn trường đại học, thì theo lời khuyên của chúng tôi ở góc độ của những người kiểm định, thì hãy chọn những trường, thí dụ như Trường Đại học Văn Lang là đã được kiểm định cơ sở giáo dục, và những chọn chương trình đã đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng, thì ta hoàn toàn yên tâm là chất lượng ở đó nó sẽ chắc chắn là có uy tín và được công nhận trên thế giới. Năm 2006, Trường Đại học Văn Lang thuộc 20 trường đại học đầu tiên tham gia hệ thống kiểm định chất lượng giáo dục của Bộ Giáo dục và Đào tạo, được đề nghị công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng quốc gia năm 2009. Tháng 5 năm 2018, Trường Đại học Văn Lang thực hiện kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục lần thứ 2 và được Bộ Giáo dục và Đào tạo công nhận đạt tiêu chuẩn kiểm định chất lượng cơ sở giáo dục đại học. Ngoài tham gia hệ thống kiểm định chất lượng quốc gia, Trường Đại học Văn Lang đồng thời tham gia các hệ thống kiểm định chất lượng quốc tế. Tháng 10 năm 2021, Trường Đại học Văn Lang chính thức được tổ chức QS Quarterly Assessments của Anh Quốc trao chứng nhận xếp loại QS Star 4 sao, thành tích xếp loại QS cao nhất của các trường đại học Việt Nam đến thời điểm hiện tại. Khẳng định môi trường giáo dục đại học tại Văn Lang ngày một tiềm cận với tiêu chuẩn giáo dục quốc tế. Ở cấp độ chương trình đào tạo, Trường Đại học Văn Lang có 4 ngành đạt kiểm định AUNQA, tổ chức đánh giá chất lượng của Đông Nam Á, gồm ngành thiết kế đồ họa, công nghệ kỹ thuật môi trường, quản trị khách sạn và kế toán. Nhiều ngành đào tạo khác của nhà trường đang trong quá trình thực hiện kiểm định AUNQA.